Anh Lưu và vợ năm nay ngoài 30 tuổi, có một con trai và một con gái. Mới đây, anh bị chẩn đoán nhồi máu não nhẹ do tăng mỡ máu và phải nằm viện với chỉ số cholesterol lên tới 11 mmol trên lít. Mức lý tưởng ở một người trưởng thành là 5,1 mmol trên lít. Do phải chịu nhiều áp lực từ chi phí trong cuộc sống, nuôi dưỡng con cái, bởi vậy họ phải rất tiết kiệm. Họ thường xuyên ăn trứng, ít nhất là 2 tới 3 quả trên ngày trên một người. Bác sĩ cho biết hàm lượng cholesterol trong trứng khá cao, có thể lên tới 200mg trong một quả, trong khi giới hạn trung bình một ngày là 300mg. Anh Lưu và vợ ăn nhiều trứng luộc mỗi ngày nên lượng cholesterol trong cơ thể đã vượt quá mức cho phép. Về lâu dài, điều này dẫn đến tăng lipid máu, lượng lớn lipid lắng đọng trên thành mạch máu gây tắc nghẽn, từ đó dễ xuất hiện các bệnh huyết khối và mạch máu não, chẳng hạn như xơ vỡ động mạch hay nhồi máu não. Mặc dù trứng cũng có giá trị dinh dưỡng cao do vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, protein và chất béo, nhưng các nhà dinh dưỡng vẫn khuyên mọi người nên ăn trứng với số lượng giới hạn. Đối với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh, ăn một quả trứng mỗi ngày thường an toàn, tùy thuộc vào lượng cholesterol khác nhau trong chế độ ăn của bạn. Nếu bạn đã có cholesterol cao hoặc các yếu tố nguy cơ khác của bệnh tim mạch, tốt nhất bạn không nên ăn quá 4 đến 5 quả trứng mỗi tuần.